Ngay khi vừa phát đề thi thì xuất hiện một thí sinh bị ho và sốt. Ngay lập tức, học sinh này đã được đưa vào phòng cách ly y tế để kiểm tra xem có dấu hiệu dịch tễ liên quan đến COVID-19 hay không. Đây là một trong những tình huống buổi diễn tập trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm học 2021-2022 tại điểm trường trung học phổ thông Kim Liên diễn ra sáng hôm nay. Một trong những điểm đặc biệt trong buổi diễn tập này là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đóng vai một học sinh trong phòng thi có thí sinh có biểu hiện nhiễm SARS-CoV-2. Đặt mình vào vị trí thí sinh và cùng các giáo viên diễn tập các kịch bản, lãnh đạo thành phố Hà Nội và giáo viên của 7 điểm thi tại quận Đống Đa đã đưa những kịch bản vào tình huống thực tế. Những vùng dịch hay tiếp xúc gần với những người bị nhiễm COVID không? Dạ thưa cô có. Rồi bây giờ em đi theo cô đến phòng cách ly của nhà trường để bộ phận y tế xử lý các bước tiếp theo. Dạ. Tập duyệt các cái khâu trong đảm bảo an toàn trường thi thì rất là cần thiết để cho các cán bộ coi thi, cho các cán bộ làm nhiệm vụ thi tại điểm thi và các thí sinh thì sẽ nắm bắt và điều chỉnh những cái vấn đề mà cần thiết trong công tác phòng chống dịch nếu có. Trường Trung học Phổ thông Kim Liên là một trong 7 điểm thi trên địa bàn quận Đống Đa. Toàn quận có 3.600 thí sinh tham dự. Cho đến thời điểm này, quận đã cùng các sở ngành chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi vào 2 ngày, 12 và 13 tới đây. Xác định là một kỳ thi đặc biệt do nguy cơ của dịch bệnh vẫn có khả năng lây lan, nên việc đảm bảo sức khỏe cũng như an toàn cho thí sinh cũng quan trọng không kém chất lượng của kỳ thi. Chúng tôi đã chuẩn bị một cái kịch bản chi tiết gửi đến tất cả các cái điểm thi, cụ thể là hướng dẫn cho học sinh từ cách đi vào trường thi như nào, cách ngồi vào các cái trường điểm thi của số danh của mình như nào và cách xử lý các cái tình huống trong tất cả các tình huống xảy ra trong kỳ thi. Theo Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, việc chính bản thân ông và các giáo viên cũng như lãnh đạo quận vào vai thí sinh để hiểu hơn về tâm lý của học sinh, từ đó xây dựng các kịch bản phòng chống dịch phù hợp, tránh làm cho học sinh có tâm lý căng thẳng và lo lắng. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu giáo viên đóng vai các phụ huynh để từ đó xây dựng cụ thể sơ đồ đưa đón học sinh, đảm bảo không phá vỡ các kịch bản. Đây là các cháu ngồi với nhau hơn 2 giờ đồng hồ, tức là tại phòng thi, nếu gọi là thời lượng, nếu là câu chuyện khác hơn so với những thế. Còn những cái mà gọi là nguy cơ mà từ cái phân luồng đầu vào đầu ra thì nó cũng tương tự như thế. Cho nên về nhận thức tôi cũng đề nghị đồng chí trong ban thường vụ để có cái chỉ đạo xuống từng cái điểm thi này. Để đảm bảo cho một kỳ thi an toàn và chất lượng, chiều ngày 8 tháng 6, Hà Nội sẽ diễn tập trên quy mô toàn thành phố để không chỉ ngành giáo dục mà cả lực lượng như công an, y tế hay giao thông cùng phối hợp nhuần nhuyễn các phương án phòng chống dịch trước khi bước vào ngày thi chính thức.